Thank you.
xin mời các vị trọng tài báo lỗi. Đoàn Lê Sư Đoàn Nam Hoa đăng ký 11 động tác khó, hoàn thành 11. Điểm động tác khó đạt được là 2 điểm. Thời gian thi đấu cuối cùng của đoàn Lê Sư Đoàn Nam Hoa được là 9 phút 11 giây, đủ thời gian quy định. Thi đấu cuối cùng của đoàn Lê Sư Đoàn Nam Hoa được là 8 điểm 51.